bạn, video này được thực hiện tại hệ thống của hiếuhiền.vn. Trên tay của mình đang là một chiếc máy đo nhịp tim và nồng độ oxy có trong máu. Thì cái máy này sẽ giúp cho chúng ta kiểm tra được phần trăm oxy có trong máu của người bệnh và nhịp tim trong thời gian thực, giúp xác định được tình trạng bệnh đối với một số bệnh như là huyết áp thấp nè, thiếu máu, suy tim, suy thận hay là suy hô hấp. Bên cạnh đó cũng có một vài bệnh như là bệnh sỏi, tay chân miệng thì các bạn cũng có thể kiểm tra được luôn. Bây giờ thì mình sẽ mở ra thử xem bên trong. Như nhiều loại máy móc khác thì chúng ta cũng có được một cái bí kíp võ công ở đây. Một cái túi mang theo để đựng máy khi mang theo. Đây là một sợi dây nhỏ nhỏ dùng để đeo. Như các bạn đã thấy ở trên màn hình thì cái chiếc máy này nó cực kỳ nhỏ và nó có rất là nhiều cái màu để các bạn lựa chọn màu sắc hiện đại thời trang đấy. Cái này là mình đang dùng cái bảng màu ray, màu xám, hoặc nó có màu đen, màu xanh lá, xanh dương, hồng tím, cam gì đó. Nhưng mà chắc là mọi người thường thích một cái màu nhã nhặn một xíu. Rồi các bạn bật nút nguồn lên thì ở trong đây nó sẽ hiển thị các thông số khi mà chúng ta đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu. Nó sẽ có hai cái thông số, một cái là SpO2, phần trăm SpO2, một cái là PR. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo và nói cho các bạn cách sử dụng luôn. Trước khi mà các bạn sử dụng được chiếc máy này thì các bạn phải lắp pin vào cho chiếc máy. Thì ở phía mặt sau này, cái máy sử dụng là hai thỏi pin 3A 1.5V. Thì các bạn lắp vào, rồi các bạn mở lên thì nó có tín hiệu vậy. Thì các bạn để một ngón tay của mình vào ở trong. Đấy, sau đó đợi khoảng tầm 5 đến 7 giây để cho cái máy chuẩn đoán và đưa ra kết quả cho chúng ta. Cái màn hình LED ở đây nè, các bạn sẽ có thể xoay nó 4 hướng đây để cho chúng ta thuận tiện khi mà quan sát cái kết quả. Thì để xoay theo 4 hướng, các bạn chỉ cần nhấn vào đây thì cái màn hình LED này nó sẽ xoay 4 chiều. Đấy, nó đã xoay qua bên đây. Qua miếng bên đây rồi éo. Rồi. Đây, nó đã có kết quả cho chúng ta rồi. Trên thanh kết quả thì các bạn sẽ thấy hiển thị hai cái chỉ số. Đầu tiên là chỉ số SpO2. Thì đây là một cái chỉ số mà nếu các bạn có quan tâm về vấn đề sức khỏe thì hiển nhiên chắc chắn sẽ biết cái chỉ số này. SpO2 là độ bão hòa của oxy có trong máu, hay còn gọi cách khác á, là tỷ lệ phần trăm của hemoglobin kết hợp với oxy có trong máu. Nghe có vẻ hơi phức tạp. Nhưng mà các bạn chỉ cần quan tâm là cái chỉ số này sẽ giúp chúng ta chuẩn đoán được cái tình trạng sức khỏe của cơ thể và trong máu có thiếu oxy hay là không. Còn cái số kế bên á là cho biết về cái thông tin về nhịp tim, chuẩn đoán nhịp tim của các bạn đang là nhanh hay chậm để kịp thời theo dõi và phòng tránh những cái bệnh lý. Thì cái nhịp tim thông thường của một người bình thường thì khoảng từ 70 đến 100 á là vừa rồi. Ngoài ra có thể tùy chỉnh cái chế độ cảnh báo có ở trong máy, như là khi nào mà thấy cái chỉ số thấp hơn thì cái máy nó sẽ tự động báo. Để vào phần cài đặt thì các bạn nhấn và giữ cái nút nguồn này, thì chúng ta sẽ vào phần setting ở trong máy. Thì ở trong đây các bạn sẽ tùy chỉnh được cái giờ báo thức của cái máy, hoặc là cái tiếng cảnh báo của nó khi mà cái nồng độ SpO2 của các bạn vượt quá mức quy định hoặc là thấp hơn cái mức quy định. Tương tự như vậy thì cái nhịp tim khi mà nó quá nhanh hoặc là quá chậm thì các bạn cũng có thể tùy chỉnh để cho nó cảnh báo người dùng khi mà được đo vào. Cùng với đó thì sẽ có một vài cái chức năng khác, restore lại hoặc bật hoặc tắt cái tiếng kêu bíp bíp của nó khi mà nó mở cái máy lên. Và các bạn có thể tìm hiểu thêm và cài đặt thêm ở trong đây ha. Và theo đánh giá chung thì chiếc máy này có độ chính xác cao và phần trăm sai lệch chỉ dưới khoảng 2%, hoạt động ổn định và đem đến một kết quả chính xác để cảnh báo cho người dùng. Màn hình LED ở trên đây thì cho kết quả hiển thị rất là rõ ràng. Thông tin có thể hiển thị ở cả dạng số và thanh xung nhịp ở dưới đây, giúp cho những người nhà chúng ta khi mà sử dụng thì rất là dễ dàng theo dõi và được thiết kế rất là tiện dụng thời trang, thì dễ dàng cho người nhà của mình có thể mang theo và kiểm tra cái thông số sức khỏe trong người. Và như vậy thì trên đây là Hiếu Hiền đã có một bài chia sẻ nhanh về cái chiếc máy đo nhịp tim và nồng độ SpO2. Hy vọng là chiếc máy này sẽ giúp cho các bạn có thể kiểm tra và theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân và gia đình mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.